Rồi, sau này mình sẽ học cái loại nhịp cơ bản này, rồi học về những cái nốt đen, nốt trắng, nốt đơn, về giá trị trường độ của nó. Ví dụ như là trong ngôi nhịp 4-4 thì nó sẽ có bốn phách, mỗi phách của nó, phách cái nhịp á, mỗi phách của nó sẽ bằng một nốt đen. Cái này hiểu rồi phải không? Rồi trong trường hợp đó, thí dụ như mình lấy cái metronome, ví dụ đây là gọi là nốt đen, một hai ba bốn, một hai ba bốn một, nghĩa là trong một khuôn nhạc, có nghĩa là từ này nè, em thấy cái đường gạch này xuống không, đi quanh này đó là một khuôn, ở trong đó gọi là một khuôn. Rồi thí dụ giá trị trường độ của nhịp 4-4 là mỗi phách của mặt của nó bằng một nốt đen. Rồi lấy cái nốt đen đó làm chuẩn, bây giờ mình bắt đầu đi tính nè. Bây giờ trông thấy, em thấy cái nốt tròn này không? Nốt tròn này nó, giá trị của nó sẽ bằng bốn nốt này cộng lại. Trên này là cái hình nó chia ra nè, thì nó sẽ hai nốt trắng cộng lại đó bằng nốt tròn, bốn nốt đen cộng lại nó sẽ bằng nốt tròn, tám nốt đơn cộng lại bằng nốt tròn. Ở đây mình cứ chia hai ra, nốt đen thì bằng hai nốt đơn vậy đó. Đây là những cái hình cơ bản nhất. Rồi hai nốt đơn thì bằng bốn nốt đen, đúng không? Rồi, thế bây giờ thí dụ mình đi lấy một cái hình nào đó để mình đặt. Ok, thí dụ như mình lấy hình nốt đơn mình đi. Ví dụ như mình lấy ra đây để cho em nhìn em dễ hiểu, em sẽ đánh nó như thế nào. Rồi. Cái này là đủ một ngôi nhịp 4-4 nè. Hiểu không? Cái nhịp nó sẽ rớt vô những cái nốt màu đỏ này, là cái cốc á, cái metronome nó sẽ rớt vô cái cốc này. Hiểu không? Nốt đơn, hai nốt đơn này bằng một nốt đen, cái này là nốt đen, cứ cho nó là nốt đen đi. Cái này nốt đen thì nó bằng giá trị của nó bằng nốt đen. Rồi nó sẽ có cái vạch nhịp, thí dụ đây là cái vạch nhịp đi, đó đây là một khuôn, trong một khuôn nhạc nó đi xuống như vậy. Rồi cái này là qua khuôn khác, này là một cái khuôn khác đi. Rồi, ok, rồi này là một khuôn khác tiếp. Mình sẽ đếm làm sao mà trong một khuôn của nó như vậy nó sẽ đủ bốn phách. Rồi đây là bốn phách nè, một phách nè, hai phách nè, ba phách, bốn phách, cái này giống nhau. Rồi thì bây giờ nốt đen của nó vang lên. Rồi giờ em có thể đánh được cái hình này không? Nốt đen của nó là này. Rồi đánh thử. À, là mình đánh sao? Đánh Đấy cái là hình đây nốt. là em thấy mình đánh. Rồi thí dụ nha, thí dụ anh đánh này nghe nè, anh gõ theo cái nhịp, anh gõ theo cái hình ở phía trên nha, anh gõ theo cái hình nốt đen nha, hình cái màu đen, còn cái cốc là cái màu đỏ nó đang chạy. Cái đó nó luôn luôn trong một ô nhịp, trong bất kỳ bài hát, trong bất kỳ bắc kinh rác, theo cái solo nào, cái cốc này nó luôn luôn là cái vô hình nó nằm ở bên trong cái bài hát đó, thì nó đó. Rồi những cái này là những cái mình sẽ đánh, nếu như học nhạc lý đọc nhạc là đọc những cái thứ này nè, hiểu không? Cái này là hình nốt, còn sau này mà đọc nốt trên những cái này, thí dụ đây là nốt la, nốt si, nốt đô gì đó là khác. Còn cái này là cái hình nốt để nó thể hiện được cái giá trị trường độ, nó thể hiện được cái câu nhạc của đó, của cái bài hát đó, của cái câu solo đó. Đó là lý do tại sao mà anh khuyên là nên nhìn nốt là như vậy chứ không có nhìn bass. Rồi thí dụ như cái câu ở trên nó sẽ đánh nè, cốc 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 cốc, hiểu không? Đó, thí dụ như vậy. Rồi cái hình nốt này thì dễ, nhưng bắt đầu để mình qua đi cái hình khác thử là không, thì cái nốt đen ở phía dưới nó vẫn là cái cốc, còn ở trên mình đánh nó là nốt đơn. Quan trọng những cái việc này, rồi cộng thêm những cái việc mình nhìn nốt nữa, mình sẽ tự vỡ được một cái bài hát bất kỳ nào mình thích, ví dụ như vậy. Đó là cái cách học. Ok, nhớ là nhịp 4-4 nó sẽ làm sao cho nó đủ bốn phách, hiểu không? Hiểu. Rồi bây giờ cho đánh thử cái nốt móc kép này đi. Ví dụ nha, đây là nốt móc kép. Cái hình này là chưa học này đúng không? Rồi, chưa Ok, cái này từ từ. Rồi, còn nó ra. là hình như thêm nữa phách của cái việc đó đúng không ạ?
chút xíu nữa đi. Rồi. Rồi bây giờ thí dụ mình ráp vô bất kỳ một cái hình nào, giả sử nó là một cái câu nhạc là nó sẽ hiển thị lên những cái kiểu gì. Rồi thí dụ đi. Ok. Mục đích là để cho nó đủ cái nó đủ số phát đó. Rồi, cái mình chia nó ra. Rồi. Thí dụ như rồi cứ như vậy mình đánh thử, mình đánh thử cái hình này nó sẽ ra như thế nào. Vậy rồi em đánh cái hình đó coi, bây giờ tempo chậm chậm thôi, lên 70. Rồi đánh thử đi. Đó cái nút đỏ dưới là cái nút móc đen. Còn bây giờ đánh thử cái nút trên, cái nút móc kép là bằng 4 cái nút đen cộng lại. Ví dụ nó là 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1, đúng không? Rồi bây giờ đánh thử cái hình trên. Nút ba đơn cũng mới học xong, bây giờ thêm nút móc kép. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Yeah, 1 2 3 4 1. Rồi đánh thêm nè. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2. Nhớ đánh thêm nút đơn vô. Nè, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2. Dạ rồi. Đúng không? Đánh thử. Mở cái metronome lên đánh thử. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1. Đúng không? Để bên mở metronome lên. Đúng rồi, em mở lên bên đó đi để cho khỏi tempo nó khỏi chậm, em đánh thử. Cái này nó rất có lợi để cho trong cái việc mở mình vỡ bài sau này. Khi mình nhìn thấy một cái câu nhạc mình biết đường mà mình vỡ thì nó sẽ hiển hiện thể hiện được cái giai điệu. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2. Vừa rồi đánh đúng rồi đó. Dạ. Bây giờ thêm một cái nhịp khác. Bữa trước là ok. Cái này là nãy giờ 2 nốt một nhịp, 4 nốt một nhịp, thiếu cái 3 nốt một nhịp. Giờ thử nha, thử cái 3 nốt một nhịp nha. Dạ. Yeah. Cái liên 3 á. Ok. Mà để anh soạn. Liên 3. Ok, nó đây. Là ở phía trên này nó sẽ xuất hiện trên con số 3. Ok. Tạm thời như vậy để có một hình liên 3 để mà sử dụng. Cái hình liên 3, cái tiếng đấu này sử dụng vô nó rất khó. Giờ làm dễ trước, làm dễ dễ thôi các bạn. Nãy giờ mình đang học nhịp 4-4 nha. Nếu nhịp 2-4 thì mình chia 2 ra thôi, hiểu không? Dạ. Yeah. Nó dễ sử dụng, có nghĩa là mình tính toán được. Ok, đây là cái cách mà em ở nhà em cũng có thể học theo cách như vậy. Có nghĩa là mình vẽ bất kỳ một cái hình nào đó để ra mình tập gõ. Nó phát triển lên là nhờ những cái việc đó. Cái mục đích của những cái việc này là phát triển về nhịp, phát triển về thị tấu, về nhìn được cái hình. Ok, rồi mở cái metronome lên thử coi. Cái này là 3 nốt một nhịp. Bất kỳ một cái hình nào, bất kỳ một cái hình nào em sẽ thấy rằng cái nốt đen, cái cốc á, nó rớt vô ngay cái nốt đầu tiên của cái hình đó. 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2. Cái liên đều nhau, cái liên 3 học rồi. 1 2 3 1 2 3 1. Còn cái tiếng đấu mà 1 2 3 1 2 3, nó là một cái kiểu khác. Hay là 1 2 3 1 2 3 1. Chút xíu nữa mình sẽ học cái hình đó. Còn cái hình này nó là 1 2 3 1 2 3 1. Khoảng cách giữa các nốt nó đều nhau, chứ không phải là 3 nốt trước nhanh hay là 2 nốt sau nhanh. Nó khác. Ví dụ như cái hình nè, 1 2 3 1 2 3, em vừa mới đánh nè, 1 2 3 là khác. Cái cốc nó nè, cốc cốc cốc, 1 2 3 1 2 3, sai sai theo kiểu của hình này chứ không phải là sai, nó một cái tiết tấu khác. Hoặc là 1 2 3 1 2 3 1 là khác. Còn cái này là nó nè, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1, khác hoàn toàn, hiểu không? Thì trong cái hình này nó sẽ đánh nè, nè, 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1.
vậy. Khi mà đánh trúng là cái nó trùng không nghe được cốc đọc miệng nè, 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2
đó đến thử. Những hình này làm cho quen, đánh cho nhiều lần. Ở nhà tự soạn những hình này nhiều ra, lấy cây viết và một cái tờ giấy ghi ra những cái hình, bất kể cái loại hình nào, rồi cứ như vậy đánh theo. Nó phát triển rất lệ và nó tốt lắm. Ngày xưa là học như vậy đó. Đến một đến là mình nhìn bài. Em mở metronome đánh mình thử. 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
và hình cái hình lệch trái, hình lệch phải. Tất cả những cái gì mà nãy em đánh có nghĩa là lệch trái, còn nó có cái hình lệch phải nữa. Ok, cái tiết tấu đây là một cái tiết tấu kiểu khác. Đây, để lấy cái này luôn. Cái tiết tấu liên ba nó phải đều ra, nó phải đều ra 1 2 3 1, giống như gõ mõ, cong 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 cong, nhưng mà phải có phách nhẹ phách mạnh, có nghĩa là cái nốt đầu tiên luôn luôn mạnh hơn nè, cong 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 cong, còn cái kiểu cong 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 khác, cái kiểu cong 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 khác, nó rất nhiều hình, hiểu chưa? Rồi đó, để từ từ anh làm mỗi cái rồi cái này gọi là cái gì, lệch phải. Tại sao gọi là lệch phải? Tại vì hai cái nốt này nó lệch về bên phải. Ok, hiểu không? Yeah. Còn nếu như giả sử cái nốt lệch trái thì sao? Rồi đảo nó lại thành lệch trái. Ok, nó là lệch trái. Lệch trái là lệch về bên trái và đánh nghiêng cái hai cái nốt đó về bên trái. Lệch phải là lệch về bên phải, hai cái nốt nghiêng về bên phải. Còn cái này là liên ba, không nghiêng về bên nào hết. Đó, mình phải phân biệt những cái này để mình sau này mình sử dụng. Chụp hình lại hết nha. Dạ. Ok, rồi. Thì em nhìn cái này. Ok, để anh ghi ra. Liên ba, cái này là cái gì? À, là phải. Cái này là cái gì? Là trái. Ok. Dạ. Lệch, 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 lệch. Rồi, bây giờ cái này, giả sử như bây giờ mở từng tiết tấu lên, mấy cái này quan trọng nha, học tập trung á, để sau này nó là cơ bản cho em mở bài. Ok, nghe đúng không? Nghe. Giờ anh gõ từng cái trước, anh gõ lịch cái trước nè. Đó là, ví dụ như là kinh nghiệm trong một cái hình nào đó, ví dụ hình đó hình 3 nốt, thì mình đếm 1, 2, 3. Nếu hình đó hình 4 nốt, thì mình đếm 1, 2, 3, 4, 1. Hiểu không? Nếu hình nó hình 2 nốt, mình đếm là 1, 2, 1, 2. Hiểu không? Yeah. Đó, thí dụ như nốt móc kép. Nốt móc kép này, mình sẽ đếm là 1, 2, 3, 4, 1. Bật cái ấy là... Rồi, ok. Không sao đâu, kệ đó. Rồi, nếu như nốt móc đơn là 2 nốt, mình đếm 1, 2. Cái này nếu 4 nốt mà đến 1, 2, 3, 4, hiểu không? Còn mấy cái này là 1, 2, 3. Rồi, quay lại. Dù như là 1, 2, 3 nè. Ok. 1, 2, 3, 4 nè. 1, 2, 3, 1, 2, 3 là trái trước nha. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Đó là trái. Là phải nè. Là phải nè. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Hiểu không? Liên ba nè. Dạ. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Khác nhau hoàn toàn. Em thấy không? Dạ, nó sinh ra một cái nhịp khác hoàn toàn. Nếu như mình đếm sai, mình đánh sai.
nó sẽ ra một cái giai điệu, một cái mùi khác nhau hoàn toàn nếu như mình không đánh đúng, đúng không? Dạ. Đó. Gọi giờ em mở metronome lên để đánh nó. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Cái đó là lệch cái nào? Cái đó là em đang đếm lệch trái đó. Dạ. 1 2 3. Rồi còn là lệch trái. 1 2 3 1. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Để sao khó ta. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1. Đúng rồi. Thí dụ đó, mình để số vô. Em ở nhà em cũng ghi ra bất kỳ loại hình nào em rap, em lục tung nó vô, em làm cho nó lộn xộn hết cỡ. Đó, khi vậy em đếm nè, em nhìn vô em đếm nè. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Rất dễ hiểu. Đó là cái cách mình học. Rồi, thí dụ đây mình cũng để 1, 2, 3, 1 luôn. Đó, thấy không? Mình đếm đều nhau. Đúng không? Đó. Yeah. Cái này là mình học thí dụ như sau này để cho nó có một cái câu nhạc nào đó. Nó sẽ ra một tiết tấu như vậy. Bất kỳ. Đó, thí dụ là em sẽ nhìn vô em đánh. Nào, cái đó chỉ mới là nốt. Mới có chỉ mới lại thôi nha. Mới có hình nha. Sau này nốt tùm lum các thứ. Nó nè. Đó thì em buộc phải biết. Phải nhìn vô để mà đánh. Hiểu không? Đó, thí dụ như câu nhạc nó hiển thị nè. Đây. Mình nếu như mình giả sử mình không biết được những tiết tấu đó, mình không đánh được đa liên ba. Ví dụ tiết tấu liên ba lúc nãy là 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1. Lúc này nó sẽ đánh nè. La, do, re, re, mi, sol, sol, la, la, sol, mi, mi, re, re, la. Đó, ví dụ vậy. Quan trọng nha. Ok, rồi phải thuộc những nốt trên năm dùng kẻ. Cái này là biết rồi đúng không? Trên vị trí nốt nhạc trên năm dùng kẻ thì biết hết rồi phải không? Dạ. Chụp hình này lại. Ok, cái quan trọng nè, ở nhà tự soạn ra tất cả những cái hình liên ba hay là lệch phải, lệch trái để cho mình học. Một kép, bữa sau sẽ học thêm một số hình khác. Ở nhà soạn tất cả những hình này, em ráp lại, em ráp lộn xộn lại. Thí dụ nè, bây giờ anh cho một hình nào đó rất lộn xộn đi. Lệch trái, lệch phải, ví dụ như vậy. Liên ba, ví dụ như vậy. Kép, thử đánh được không nha. Ok, rồi, cho đánh lục, cho đánh lục. Ok, rồi, đánh hình ở trên đó. 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 đó. 1 2 3 1 2 3 1 2. Đi, đi lại đi. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 đó. Gần đúng. Rồi bây giờ anh đếm nè, đếm cho nó rõ ràng ra. Tempo 70 đúng không? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Chỗ này nó hay dễ bị lộn. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 bút 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 bút 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 bút. Ok. Dạ, đây là những cái tiết tấu đơn giản thôi. Nhưng mà khi mà mình kết hợp, mình đánh nó thuần thục, mình đánh nó nhuyễn, đánh hình nào cũng được, đưa vô đánh liền. Rồi cộng thêm với cái việc mình bốt, mình biết hết tất cả những cái vị trí nốt nhạc ở dòng kẽ phụ, ở dòng kẽ chính, dòng kẽ ngoài đó,
rồi đó là cái nó tạo cho cái phản xạ của con mắt mà gọi là hệ tấu, càng ngày nó càng nhanh lên. Thì khi mà sau này đi đâu bất kỳ muốn phát triển, muốn tiến bộ, mà lên mạng nhìn thấy cái bài nhạc nào đó hay quá muốn copy muốn cover, thì đây là cái con đường, đó là những cái phương tiện cho mình. Khi biết được nó thì mình có thể tự mình tiến bộ được, thay vì nhìn tab nó không hiển thị lên những điều này. Nhìn tab nó là một cái vị trí trên cái cực đời thôi, hiểu không? Bài học quan trọng đó. Soạn tiếp, bây giờ soạn tiếp một cái kiểu khác, đó là cái cách học. Cái nhà soạn nhiều ra lấy tờ giấy, anh thêm nghĩ là đừng có bắt chước làm trên phần mềm, làm trên tờ giấy nó là một cái thể hiện biết ghi nhạc, biết chép nhạc quan trọng lắm. Rồi sau đó khi mà em nghe được một cái giai điệu, thí dụ như bây giờ anh đánh một cái giai điệu, em nghe thử nó là cái tiết tấu gì, đó là cái cách trí xướng âm.